Hello các bác nha. Đây, đây là cây tùng thơm. Cây tùng thơm này nhà em mới về hàng đó. Nhà em mới lấy từ vườn về. Mọi người thấy không ạ? Đây. Cây tùng thơm. Thật ra thì lúc trước ấy mình cũng không biết cây tùng thơm là cây như thế nào đâu. Cây tùng thơm này mình ngửi rồi. Thật ra cây tùng thơm này đúng là thơm thật nha mọi người. Thơm thật đấy. Thơm. Mình cứ tưởng là cái tên của nó là cây tùng thơm, nhưng mà thật ra là nó thơm thật. Thật sự luôn, nó thơm thật. Thì cây tùng thơm này là một loại cây mà rất nhiều người người chơi cây cảnh săn đón, bởi vì cái ý nghĩa tốt trong phong thủy. Và hôm nay thì sẽ cùng cây đời tìm hiểu ngay về loại cây này nhá. Thì cây tùng thơm này á, cây tùng thơm này có tên khoa học là tiếng Anh á. Ngoài ra ấy, nó còn có một số cây tên khác như là cây tùng hương này, cây tùng chanh, bởi vì nó có mùi hương rất là dễ chịu. Đúng thật là nó có mùi hương rất là dễ chịu thật ấy. Nó thơm thật. Ôi. Giờ mình mới biết luôn á, thật sự là mình mới biết. Tại vì mình cứ tưởng cây tùng thơm nó chỉ là cái tên thôi, mình không nghĩ là cây nó cũng thơm thật như thế này. Về ý nghĩa của cây tùng thơm này này, là ngày xưa vẫn thường nói là tùng cúc trúc mai đó, để nói đến nhớ bộ cây tứ quý là cây tùng đứng đầu này, đại diện cho sự trường sinh, bởi cây này phải trải qua nhiều sương gió, điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Ngoài ra thì cây còn giúp xua đuổi tà ma này, giúp xua đuổi cái xấu và mang lại cái cuộc sống của mình bình yên cho gia chủ này. Những người mà mệnh kim hay là tuổi thân khi trồng cây tùng thơm này sẽ mang lại cho mọi người một cái nhiều sự may mắn này và thành công hơn trong cuộc sống đó. Thì đặc điểm và phân loại cây tùng thơm này, thì cây tùng thơm này thuộc họ tùng, mang một mùi hương rất là riêng, và nó thuộc cây thân gỗ nhá. Và kích thước nhỏ, chiều cao thông thường thì nó tầm này thì cũng cao lắm rồi nhá, phải 1 mét rồi ạ, 100 cm rồi, phải 1 mét rồi. Nó cái này cũng khá là cao, là từ 60 đến 1 mét nha. Đúng rồi. Thì rễ của nó dạng chùm bò ngang và bám ngang, và sinh trưởng rất tốt, nhờ khả năng hút nước mạnh đó. Thì cây tùng thơm cây tùng thơm này là lá kim nhỉ, lá màu xanh tươi tắn và mọc rất là sung xuê. Cây tùng này có tinh dầu đặc biệt giúp xua đuổi côn trùng này, vì thế mà ít khi bị sâu bệnh. Thì nhìn cái cây tùng thơm này là mọi người cũng đã biết là cây của nó rất là đẹp rồi, cũng ít bị sâu bệnh rồi, nó xanh mướt và mượt luôn thế này cơ mà. Ai mọi người đó, rất là đẹp nha. Về tác dụng của cây tùng thơm này, có thể trang trí sân vườn này. Loại cây này sẽ giúp cho mình sẽ đặt ở ngoài sân để giúp tạo cái mảng xanh này, không giúp cho cái không gian của ngôi nhà trở nên tươi mát hơn đó. Ở trang trí ở nơi làm việc, phòng làm việc này, thì ngoài trang trí cái sân vườn thì phòng làm việc và nơi làm việc còn được dùng để làm các món đồ trang trí nội thất và không gian sống của mình vô cùng độc đáo này. Với màu xanh bắt mắt và cái mùi hương dễ chịu này thì sẽ làm cho tinh thần của bạn trở nên thoải mái hơn, và còn có tác dụng là xua đuổi côn trùng. Còn có cây này còn có khả năng làm quà Giáng sinh nhá. Cây tùng thơm này được dùng như là một món quà tặng ý nghĩa trong những dịp lễ, nhất là Giáng sinh này, để thể hiện cái sự ấm áp
của người tặng đó. Thì đó, cây tùng thơm này thì cũng rất là dễ chăm sóc rồi. Rồi về đất trồng này, về ánh sáng này, về nhiệt độ này, về nước và cái phần phân bón và cái phần sâu bệnh của nó ấy. Thì mình để ý một chút thì cái đất đất thì chỉ cần dùng cái loại đất mà thoát nước tốt và tránh dùng phân hóa học. Hãy dùng phân không không dùng phân hóa học mà phải dùng phân hữu cơ nhé. Đó. Ánh sáng thì trời ngoài nắng tự nhiên 2-3 giờ mỗi ngày. Bạn có thể để cây ở dưới ánh đèn cũng khá là tốt vì cây có thể chịu được đó. Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển thì tầm 25 đến 20 đến 25 độ C. Về nước thì không cần tưới nhiều nước vì nước có tưới nước nhiều sẽ có thể bị úng rễ nha. Ngoài sâu sâu bệnh về sâu bệnh thì cái cây này thì nó rất là ít sâu bệnh rồi. Đó. Vì cái mùi hương của nó là xua đuổi côn trùng đó nên là chú ý cắt tỉa để lá héo đi để cây lá ra mới thì là tốt nhất. Cây tùng thơm này thì cũng có giá thành khá là rẻ, tùy vào cái kích thước của cây và tùy vào kích thước của cây nhé mọi người. Có thể dao động từ 100 đến 300 nghìn đồng một cây. Là bạn có thể sở hữu được một cái cây tùng thơm, bạn có thể tìm hiểu cái loại này. Đó. Thì đây là một loài cây mà rất là cây rất háo hức nên là rất là háo nước nên là mùa đông chỉ cần chỉ nên một lần chỉ để độ ẩm làm sạch lá, tăng quá trình quang hợp cho cây. Cây tùng thơm này là một loài cây khá là dễ chăm sóc nên là nếu trồng ở khí hậu nhiệt đới và nên chăm và thì nên chăm sóc kỹ càng và thường xuyên dùng tay để kiểm tra độ ẩm của đất. Và các bạn có thắc mắc là cây tùng thơm này mua ở đâu và bao nhiêu không? Thì cây tùng thơm này các bạn hãy ra showroom 39 Cây Đời ở 39 Trần Bình, cùng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Thì các bạn có thể nhanh tay qua showroom để mua cây này hoặc là các bạn có thể gọi qua số hotline và địa chỉ ở trên đây mình có ghi rồi. Thì các bạn nhanh tay thì mình sẽ có ưu đãi cho các bạn. Đó. Thì vừa rồi cũng là một số cái thông tin mà Cây Đời vừa mới giới thiệu với các bạn về đặc điểm của và ý nghĩa cách trồng của cây tùng thơm này. Thì hy vọng là bạn có thể được những cái kiến thức hữu ích qua cái video này của mình nhá. Rất là đẹp nha các bạn ơi, thật sự luôn nó rất là đẹp ấy. Mà nó rất là thơm, thật sự mình ngửi thêm một lần nữa, thật sự là nó rất là thơm. Các bạn hãy nhanh tay chốt đơn nha. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người rất là nhiều.